Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ vừa tổ chức khánh thành nhà bia ghi danh mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn và thắp chuông nghĩa trang lịch sĩ phường. Dự và viếng hương có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Công trình xây dựng gồm 3 bia đá ghi danh 59 mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn phường Hòa Xuân và tháp chuông có đại hồng chung cao 175 cm, nặng nửa tấn. Tổng kinh phí xây dựng trên 900 triệu đồng. Nguồn kinh phí được vận động từ nhân dân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn. Công trình không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn thể hiện sự quyết tâm đầy trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hòa Xuân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập dân tộc. Công trình còn tạo dấu ấn kiến trúc, tô điểm cho nghĩa trang liệt sĩ thêm phần trang nghiêm, trang trọng. Đây là công trình đầu tiên được xây dựng trong nghĩa trang liệt sĩ của 6 phường trên địa bàn quận Cẩm Lệ. Cũng trong dịp này, địa phương cũng đã tặng quà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.